Ở tập trước, khi nghe con cáo muốn được đền ơn bằng cách giết nó chết, Ben nhất quyết không làm như vậy. Trước khi chia tay, con cáo cho chàng lời khuyên là không bỏ tiền chuộc kẻ phạm tội bị treo cổ. Ben và công chúa Alisa khi trở về thì biết hai anh của mình sắp bị treo cổ vì phạm tội trộm cắp. Ben không có tiền vàng để chuộc, chim vàng đã giúp Ben có được các thỏi vàng. Hai người anh được phóng thích, tất cả mọi người cùng nhau lên đường trở về. Nè em trai, bọn anh chạy theo em đã mệt lắm rồi. Chúng ta nên dừng lại nghỉ chân một chút đi. Dạ thưa anh, chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Này Ben, em nói rằng con chim này có thể nhả ra vàng ư? Thật là khó tin quá. Dạ, đúng vậy thưa hai anh. Nhờ bạn ấy nên em mới có vàng chuộc hai anh đó. Vậy thì em kêu nó nhả vàng ra đi, anh thấy thì mới tin. Tự dưng kêu bạn ấy tạo vàng để làm chi? Chúng ta đâu có cần gì tới vàng. Ai, như vậy là không có thật. Các anh không tin. Lúc trước mình gặp cáo ở đây, hay là mình đi loanh quanh tìm kiếm anh bạn cáo thử xem. Nàng ngồi đây chờ ta một lát, ta tìm xem bạn cáo có ở đây không nha. Chàng cho ta đi theo có được không? Ta đi có một chút, nàng cứ ngồi chờ ở đây, ta sẽ về ngay thôi mà. Chàng cẩn thận đó. Cáo ơi, bạn cáo ơi, Ben đây. Tại đây có cái hố, chắc của các thợ săn đào để bẫy thú. Suýt nữa thì anh rơi xuống hố này rồi. Như thế này quá ra lại hay đấy chứ. Ben, em ở đâu? Ben ơi, Ben, em trai ơi, em ở đâu? Hai anh vào đây làm gì? Sao không ở cùng công chúa? Em vừa mới ra ngoài có việc. Hai anh làm gì vậy? Buông em ra! Công chúa của bọn ta lo. Buông em ra! Ngựa vàng và chim vàng cũng đã có bọn anh lo rồi. Hoàng tử Ben bị hổ dồ ăn thịt rồi. Không thể nào hoàng tử Ben bị cọp vô được, bởi vì chàng ấy đã từng chiến đấu với hổ dữ và đã chiến thắng nó. Hai hoàng tử đang nói dối. Đúng đó, hai chúng tôi đã xử nó rồi. Thì sao nào? Ta không ngại gì mà giấu nàng. Đúng vậy, anh em ta đã xử nó đó. Nó tài giỏi hơn bọn ta. Để nó sống á thì sẽ giành lấy nàng, ngựa vàng và chim vàng. Các anh là những kẻ phản bội. Chàng đã giúp các anh thoát chết, thế mà các anh cư xử như thế sao? Ta sẽ nói rõ việc này. Nàng mà nói ra, ta sẽ giết. Không cho nàng thấy mặt cha mẹ của nàng nữa đó. Thưa vua cha, sau bao ngày chúng con gian khổ tìm kiếm chim vàng, con đã đem thêm về con ngựa vàng và công chúa Alisa, con quốc vương cung điện vàng. Con chim vàng và con ngựa vàng này sẽ làm cho vương quốc ta thêm giàu có hùng mạnh. Nó có thể cho ta những thỏi vàng nếu ta muốn, thưa vua cha. Hai con quả thật là tài giỏi, thật không phụ lòng của ta. Nhưng hoàng tử Ben đâu rồi? Hoàng tử Ben, Ben đã bị Ben đã bị hổ dồ ăn thịt rồi. Trời ơi, con trai út của ta, nó còn nhỏ, làm sao tránh được nguy hiểm?
Trời ơi, Ben của cha. Xin phụ vương cho con cưới công chúa Alisa. Ê, không. Xin phụ vương cho con cưới công chúa Alisa. Con có công hơn Anton. Của anh. Không, công chúa là công của em. Công chúa là của anh. Của em anh chứ, mà. Em xứng đáng hơn. Anh là anh lớn, phải là của anh. Ra đi, công chúa là của em. Em trai của các con vừa mất, vương quốc đang buồn. Khoan hãy nói đến việc cưới công chúa đi. Con cáo nói mà ta không tin. Thật không ngờ hai anh của ta tàn nhẫn tới như vậy. Hố sâu quá, làm sao ta lên được đây? Có ai không? Cứu ta với!